Và thí sinh tiếp theo là một thí sinh dễ thương, xinh xắn, nhìn rất yêu. Vâng, chính là Thủy Tiên. Đã là tuần thứ 3 rồi mà thật sự nhiều lúc cái cơn đói, cơn thèm của em vẫn còn. Nhiều đêm em không ngủ được, nhiều lúc chỉ cần thèm ăn một cái đồ gì đấy ngọt ngọt hoặc mỡ mỡ một chút thôi là thật sự là rất hạnh phúc rồi. Nhưng mà trong đầu thì cứ phân vân ăn không ăn. Khó khăn của mình trong tuần này là cát ạ. Cứ hình dung lại cái cảnh mà mình chạy trên đồi cát rồi cát trong đầu lúc nào cũng chỉ cát. Lâm là một người rất là kiên nhẫn, nhiều khi dành thời gian cho em cảm thấy là thật sự là mình rất là có lỗi với cả Lâm. Bạn ấy phải nhảy với em một động tác mà đến hàng chục lần, có khi 50 lần mà đầu óc em vẫn không thể tập trung nổi mà em vẫn quên sạch. Em cảm thấy là hai người kiểu điên đầu lên ấy, mà lúc ấy em cũng cảm giác đầu em nổ tung ấy, cho nên thật sự lúc ấy em cảm thấy rất là điên. Lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, em kia cặp với chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào, thông tin miệng đói cồn cào, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôm nhau áo. Từng ngày vội vàng đi qua. Tôi không có lỗi và màn hình TV đêm ngày trông trọt vào trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Có lời khen cho Thủy Tiên, mặc dù là nhảy mà vẫn mang lại tiếng cười cho mọi người. Đó là điều hiển nhiên. Anh Đàm Hưng cười rất nhiều. Xin mời anh. Rõ ràng mỗi một tuần thì thấy sự cố gắng của Thủy Tiên nó rất là rõ nét. Anh nghĩ là chắc em thừa biết mình là thí sinh cân nặng nhất, chậm chạp nhất, và những cái động tác biểu hiện đều nó cũng không có lanh lợi như các bạn. Nhưng mà bài thi vừa rồi nó cho thấy là em cố gắng rất nhiều. Với một cái người bình thường với số lượng như vậy, mình để ngã xuống xong rồi di chuyển cái thân mình mà không có một cái điểm tựa nào bằng tay hết để nhích tới như vậy đó, rất là khó làm. Cái đó khó lắm. Tôi bảo làm khó mà em đã tập luyện như vậy là em đã chấp nhận cuộc chơi và hy sinh bản thân mình nhiều lắm. Và Sơn Lâm thì khỏi nói rồi, quá xuất sắc, quá sắc nét luôn trong từng cái động tác di chuyển và bước nhảy của em. Và các em trao đổi cái vị trí cho nhau để có thể nhảy lên người bê để hoặc là te, nó hoàn toàn ngược lại làm cho người ta xem cảm thấy nó bất ngờ. Chúc mừng các em. Nhưng mà anh cho anh Huy Trần à. Cái động tác em làm lúc ngồi xuống và hất cái người lên đó, cái đó rất là khó. Tại anh cũng dạy cái đó cho dancer chuyên nghiệp, xong một số bạn cũng không có làm được. Và em làm cái đó không phải là một lần mà hai lần. Cái động tác đó nó rất là khó. Em làm cái thấy khó không? Trước thì khó, bây giờ thì thấy bình thường ạ. Và sau này chắc dễ ạ. Và mỗi lần em xuất hiện trên cái sân khấu này, anh thấy cái sự tự tin của em và cái mạnh khỏe của em nó đang tốt hơn. Và nói về cái động tác nhá, cái tay và chân thì nó cũng sai một tí xíu, sai ở đây ở bên kia, thì tập trung về cái động tác nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái điểm tốt nhất là em là một cái tiết mục em rất là giải trí. Tôi nói với Trần Huy chút xíu, ví dụ mời mốt á, họ có sai một vài chỗ thì em chỉ gom lại gì đó. Em nói là mặc dù bạn có sai một vài chỗ nhưng mà tiết mục của bạn rất là giải trí. Nghe nó nhẹ hơn là mặc dù em có sai ở đây, nó dồn lại cả rổ luôn à. Và trước tiên là tôi khen các bạn về chọn cái bài hát nó đã mang tính giải trí rồi. Rồi thêm một cái người nữa là cái người biên đạo đó là Ngọc Tân, đã lựa những cái động tác rất là dễ thương. Còn về cái phần nỗ lực của các bạn thì khi mà Tiên bước ra thì Johnny có nói với chú Linh là thấy cô ấy bắt đầu mặt bắt đầu thon lại rồi. Và cái điều mà Linh mong muốn là những cái tuần kế tiếp nữa thì Sơn Lâm sẽ làm một cú ngoạn mục là bế bạn ấy được, bế đỡ bạn ấy được. Cái đó là con mới là thành công nha Tiên. Anh ơi, tuần này đã làm được rồi mà tại vì bỏ đó, chứ thực sự là trong bài tập là có mà tại vì bỏ. Bây giờ có thể làm được mà. Anh Giang là chim môn dài. Thành thử là con khoan nghe là từ từ thủng thẳng. Chú cảm thấy rất là vui và làm cho chú cảm động. Đó là cái tình cảm của tụi con dành cho nhau trong lúc tập á. Con lau chùi mộ cho bạn. Dĩ nhiên là cái điều đó nó rất là nhỏ thôi, nhưng đối với chú nó cả là một cái gì đó nó rất là hay. Ở trong cái tình cảm bạn bè, trong cái tình sau này tình đồng nghiệp cũng thế. Chú đã yêu Tiên ngay từ buổi đầu tiên thì cho tới giờ này chú vẫn nói là chú rất là yêu con và chú rất là thích cái tiết mục của con. Và số điểm ban giám khảo dành cho Thủy Tiên là, xin mời anh John Huy ạ. 6 điểm. 6 điểm. Thì bài này thì dĩ nhiên là Tiên con không làm mình được bà Anh Quang đâu. Nhưng mà đều có cái là về hình thể thì con lại có cái sự nặng nề hơn anh Quang. Nếu mà cho điểm phẩy thì chú chỉ cho xén xuống 50 thôi. Nhưng nếu không cho điểm phẩy chú cho bằng anh Quang luôn, 8 điểm. Như vậy là đúng như anh Hưng dự đoán là chính xác anh Hưng hả? Yeah. Yêu thích là cho điểm cao. Hưng hiểu anh ấy mà. Và điểm của Hưng là 7 điểm. Và như vậy số điểm trung bình từ ban giám khảo là 7 điểm. Xin chúc mừng cặp đôi. Và bây giờ xin mời Thủy Tiên tiến lên chiếc cân để xem bạn giảm được bao nhiêu cân trong tuần vừa qua. Số cân cũ là 116,6 cân. Cân nặng hiện tại của bạn 112,9. Cân nặng giảm 3,7 cân, tương đương 3,2%. Và tổng điểm là 10,2 điểm. Chúc mừng Thủy Tiên.